Trước tiên, mình sẽ trả lời cho câu hỏi trong video lần trước. Đáp án là Toriaizu biru ippon to ika ichimai <laughs> Đấy, có nghĩa là gì? Đấy. hãy cho anh một chai bia và một đĩa mực. Ở đây chúng ta có thấy ippon, ippon còn là một chai bia thì chúng ta có thấy ippon đây dùng để đếm những vật thon tròn dài ví dụ như là cây bút chì, cái ô, que kem hay là chai bia của chúng ta. Đấy, thì chúng ta đếm là gì nhỉ? 1 hồng, 2 hồng, 3 hồng, 4 hồng, 5 hồng Được chưa nào? 6 bọn, 7 hồng, 8 bọn, 9 hồng, 10 bọn Được chưa? Hai Và đếm mai này Một đĩa mực Được chưa? Đĩa mực hay đĩa cơm rang hay đĩa rau xào Thì chúng ta vẫn dùng mai được Mai dùng để đếm những vật gì nhỉ? mỏng Được chưa? Như kiểu là eh, Tờ giấy Hay là Cái áo Hay là những cái đĩa như thế này mạo 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 thì người ta sẽ dùng mai các bạn nhé mai thì chỉ không có biến âm gì cả chỉ có số đếm cộng mai là đếm được thôi chi mai ni mai san mai yong mai go mai ok chưa nào và chúng ta cùng nhau bước vào câu số 1 trong video ngày hôm nay hãy toso kara hong o karimasta là gì hãy đáp án của chúng ta là san satsu hai san satsu đếm uh, sách vở thì chúng ta phải dùng là sát sự các bạn nhé chứ không phải là uh, kít dự được chưa nào Hay. và nếu mà chúng ta muốn hỏi là có bao nhiêu quyển sách nhỉ nan sát sự desu ka nan sát desu ka được chưa nào đếm từ 1 đến 10 nào ít đúng không ít sát sự là 1 chi sát sự nhé ít sát sự ni sát sự san sát sự không có là san uh, Zatsu, không biến âm, được chẳng, san, satsu, 4冊、5冊、6冊、7冊、8冊、9冊は10冊。10冊。OK, じゃはい。で、はい。1週間に英語クラスへ行っています。3回、3回、3回、三回。はい。じゃあ、3回 sang cai để chưa nào sang cai là gì nhở à, một tuần tôi đi học tiếng anh ba lần nhớ nhá khi mà dùng để dùng đếm số lần thì chúng ta phải dùng cai được chưa nào ich kai, ni cai sang cai yong cai go cai được chưa nào hay thì có bạn hỏi là thầy ơi thế sao đếm gì nhỉ? đếm tầng nó cũng giống như thế này à ừ, đếm tầng cũng giống nhưng mà có một số vài điểm khác nhau như thế này nhá ok nếu mà đến tầng 3 thì chúng ta sẽ có hai cách đếm đó là sang gai và sang cai trong trường hài, trong bài này thì chúng ta đang nói về số lần Nên là chỉ có là sang gai thôi Còn sang gai này dùng cho đếm tầng Còn đây là đếm cho số lần nhé Ok chưa? À, ngoài ra khi mà hỏi về bao nhiêu tầng hay là bao nhiêu lần được không? Về bao nhiêu lần này thì chúng ta chỉ dùng được là Nang kai desu ka Để cho bao nhiêu lần Nang kai desu ka Tuy nhiên đối với tầng này Thì trong sách vở, trong sách học Thì người ta sẽ quy ước là Nang gai desu ka Nang kai desu ka Tuy nhiên trong đời sống, cuộc sống hàng ngày Khi mà hỏi anh đi tầng bao nhiêu đấy Ví dụ chúng ta đi vào thang máy đúng không? Nang kai desu ka hay là nang gai desu ka đều được Và người ta có xu hướng nói nang kai rất là nhiều à, Nang kai desu ka Để tôi bấm hộ cho, tầng bao nhiêu để tôi bấm hộ cho đúng không? Nang kai desu ka là nang kai nang kai đều được nhá Ok chưa nào? Hiểu chưa? Hãy câu số 3 Cô-re o Vietnam e desu ga Dore-gurai kakarimasu ka? Desu Mika, Sanichi, Mika và Sanka. Ok, đáp án của chúng ta là Mika. Ding ding. chúng ta nhau đếm lại từ mùng 1 đến mùng 10 nào. Hai. Tsuitachi, Futsuka, Mika, Yokka. hay Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka. Nhớ nhá, Toka. Các nhớ này chúng ta hay bị nhầm chữa dọc cạ và vô cạ Đấy chưa dọc cạ là mùng 4 dọc có âm ngắt ở giữa dọc cạ còn mùng 8 là vô cạ có chương âm ở giữa vô ư cạ Đấy chưa dọc cạ vô cạ không được nhầm lẫn hai cái này nhá ok chưa nào thông qua hai video liên quan đến bài tập về số đếm này các bạn đã nhớ lại được gì chúng ta đã học chưa các thầy cô giáo đã giảng trên lớp cho chúng ta về cách đếm ngày tháng năm này rồi thì cách đếm tầng chưa ok Ngoài ra các bạn còn lưu ý cho mình một cái này nữa nhé. Khi mà chúng ta đếm những vật nhỏ Ví dụ như là quả quýt, quả cam hay là cái cốc Những vật nhỏ tròn 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 như thế này Thì chúng ta hãy dùng cách đếm là sự nhá Hitos, futats, Này từ 1 đến 10 đây Để thế nào Hay là chúng ta sẽ dùng cách đếm cổ X cổ, ni cổ, sang cổ, yong cổ cổ, rốt cổ nào hay Ok Vậy là bài học về số đếm của chúng ta kết thúc tại đây Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập ngữ pháp nhá Bye bye và hẹn gặp lại các bạn Bye bye